Hello, welcome back. English A, my level is science unit 13, part 4, page 95. Sắp là tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương, phần số 4, trang 95, bài số 13. Này, put the verb into the correct form, present simple or past simple, active or passive. Các em sẽ chia động từ trong hoặc ở hình thức đúng, thì hiện tại đơn hay là thì quá khứ đơn, ở dạng chủ động hay là bị động. Bình thường các em làm một bài, người ta sẽ cho các em ví dụ như chia dạng câu bị động hay là câu chủ động của thì nào, đúng không? Trước giờ các em làm là như vậy. Còn bây giờ các em phải tự phân loại ra ha, phải tự nhận diện ra là cái này ở dạng chủ động hay bị động, của thì hiện tại đơn hay thì quá khứ đơn. Rồi, câu thứ nhất, câu ví dụ đi ha, câu phân tích câu ví dụ trước đi. The Dry Cooking Festival is held every two years. Lễ hội nấu cơm được tổ chức cứ 2 năm một lần. Thì tại vì cái việc này xảy ra cứ 2 năm một lần, lặp đi lặp lại đúng không? Cho nên nó chỉ thì present simple, hiện tại đơn. Thứ hai, the Rice Cooking Festival, cái lễ hội nấu cơm đó là một sự việc. Sự việc này đối với cái việc tổ chức á, thì nó phải được tổ chức đúng không? Nó bị động, nó được tổ chức chứ không thể nào là nó đi tổ chức cái gì cả. Cho nên nó chỉ ở dạng bị động và ở thì hiện tại đơn. Yeah. Câu thứ nhất là it's a big factory, 500 people employed there. Đó là một cái xí nghiệp lớn, đó là một cái nhà máy lớn. 500 people là 500 người, employee, thuê, employee là thuê các em, employ, động từ thì nó có nghĩa là thuê. Vậy 500 người thuê ở đây, phải là 500 người được thuê ở đây đúng không? 500 người được thuê, được ông chủ của nhà máy này thuê ở đây ha, được làm thuê ở đây. Vậy nó sẽ là câu bị động, đúng chưa? 500 người là một số nhiều. À, xác định thì đã, thì quá khứ đơn hay là hiện tại đơn nhỉ? It's a big factory. Các em thấy chữ is ở is e đó ha, nó ở hiện tại. Hiện tại cái đây là một xí nghiệp lớn. Vậy nó ở hiện tại, không có dấu hiệu nào quá khứ cả, thì chúng ta chỉ ở hiện tại. Và hiện tại đơn thì là to be cộng với động từ cột 3. Bị động của thì hiện tại đơn ha, to be cộng với động từ cột 3. To be của thì hiện tại đơn đối với cái chủ ngữ 500 people sẽ là are. Tại vì 500 người số nhiều mà các em, nên cô sẽ dùng to be là are. Rồi employ thì thêm ed, bởi vì nó không có trong bảng động từ bất quy tắc ha. Câu số 2, water cover most of the earth's surface. Nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất. Nước bao phủ phần lớn bề mặt trái đất. Nước thì nó bao phủ, cái này sẽ là ở dạng chủ động ha. Ở dạng chủ động, cover, cái này là một sự thật hiển nhiên, cho nên cô sẽ chia ở dạng thì hiện tại đơn. Nước bao phủ phần lớn bề mặt trái đất, đúng rồi, 3 phần 4 bề mặt trái đất là nước đó các em ha. Thì hiện tại đơn, một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. Và nước bao phủ, cái này là một cái việc chủ động ha, một cái việc, nói chung nó không phải bị động. Ok. Câu số 3, the letter, cái bức thư này, both gửi a week ago, một tuần cách đây, and it, và nó arrived tới yesterday, hôm qua. Bức thư này được gửi một tuần cách đây và nó đến vào ngày hôm qua, đúng không em? Được gửi, đối với hành động gửi thì bức thư này phải được gửi ha, phải được gửi, nên nó là bị động. Thứ nhất, cô chia nó ở dạng bị động thì chắc chắn chữ port này thì ở cột 3 cái đã, và chữ port này không có trong bảng động từ bất quy tắc, cho nên cô đưa thêm ed vào. Và chúng ta xác định xem nó thì gì. Các em thấy chữ ago không ha? Các em thấy chữ ago này ha, là cách đây, a week ago, cách đây một tuần, vậy nó ở quá khứ rồi. Cô sẽ chia nó ở dạng quá khứ đơn. The letter, người ta dùng một số ít cho nên là were poetic. Nó đến vào ngày hôm qua cũng là quá khứ đơn luôn. Và nó đến thì nó không phải bị động. Chúng ta chia chia ở dạng chủ động. Arrived, thêm ed vào cho chữ arrived. Cứ không có trong bảng động từ bất quy tắc thì các em thêm ed nhé. Cột 2 hay cột 3 cũng vậy. Câu số 4 nè, the boat. Con thuyền này sink, chìm quickly, nhanh chóng. But, nhưng fortunately, may mắn thay. Everybody, mọi người, rescue, cứu. Mọi người được cứu, chỗ này chắc chắn là được cứu rồi đó các em, cho nên là rescue,
rescue của chia về cột 3 cái này thì mình để vô. Everybody được cứu, cái này là tường thuật lại một sự việc, kể lại một sự việc trong một cái thiên tai nào đó, trong một cái gọi là gì ta, trong một cái tai nạn thiên tai nào đó ha. Kể lại thì nó là thì quá khứ đơn, everybody là đại từ bất định, chưa xác định thì chia ở số ít. World killed. Rồi câu bên kia, bên đây là tàu chìm, à, ở quá khứ luôn, cô chia ở dạng chủ động nha, sunk. Tàu chìm nhanh chóng, tàu nó, con tàu chìm xuống ha, chìm, nó tự chìm đúng không, đâu có phải bị chìm đâu ha, nó tự chìm, con tàu cứ thế chìm xuống. Ok, câu số 5 nè. Ron's parents, ba mẹ của Ron died, chết, when he were very young, khi anh ấy còn rất là trẻ. He and his sister bring up by their grandparents. Bring up là nuôi dưỡng, được nuôi dưỡng bởi ông bà của họ. Vậy cái đối với cái chữ nuôi dưỡng này ha, các em thấy chữ by their grandparents rồi đó, ông bà rồi đó, thì chắc chắn chỗ này là bị động rồi, được nuôi dưỡng ha, cho nên cô sẽ chia cái chữ bring về cột thứ ba là brought. He and his sister, hai chị em là số nhiều đó, hai chị em là số nhiều nên chắc chắn sẽ là ở số nhiều, to be sẽ ở số nhiều, và to be này ở quá khứ các em, tại vì đây là kể lại ha, kể lại được nuôi dưỡng, kể lại luôn, bây giờ là lớn rồi, brought. Vế trước là gia đình của ba mẹ của Ron đã chết này cô cũng chia ở quá khứ đơn, die ở dạng chủ động, chết, đã chết ha, die. Câu số 6, the gate là cái cổng, khóa, lock là khóa, cái cổng thì không thể tự khóa được rồi, cái cổng thì không có tự khóa được ha, không có tự nhiên mà khóa được, cho nên là nó sẽ được khóa, vậy cô sẽ chia ở dạng bị động, chữ lock chia về cột 3 thêm ED. Cô thấy cái chữ everyday vào lúc 6:30 chiều mỗi ngày, cái này lặp đi lặp lại, một hành động lặp đi lặp lại, vậy nó sẽ chia ở thi hiện tại đơn, the gate, cái cổng là số ít ở hiện tại đơn, cô sẽ dùng to be là is, đúng không? Các em nhớ cho cô bị động là to be cộng với V3. Cô nhắc lại cho các em công thức bị động này, cô phóng to ra ở trên đây, bỏ câu ví dụ này đi ha, phóng to ra trên đây. Đó là cấu trúc bị động là to be, làm gì thì làm, phải có to be, còn với động từ ở cột 3 V3 đó, hay là past participle đó, hay là VED nếu mà không có trong bảng động từ bất quy tắc. Yeah. Nhớ giùm cô cái này nhé. Câu số 7 này. Sue bear in London, but she grow up in the north of England. Sue thì sinh ra ở London, bear là hiện tại của cái chữ các em hay gặp cái chữ were born đó ha, được sinh ra đó ở London. Vậy thì cái này cũng vậy thôi, Sue được sinh ra đúng không? Được sinh ra là một việc kể lại rồi, sinh ra rồi giờ mới kể lại chứ đúng không? Chưa sinh thì làm sao mà kể được. Were born, cột thứ ba của bear là born. Không tin các em cứ tra bảng động từ bất quy tắc ha. Không tin thì cứ tra bảng động từ bất quy tắc, tại vì cái chữ này mình rất là hay dùng rồi. Sue was born. Cô nói nhiều quá cô mở miệng các em ạ. In London. Bessie, nhưng cô ấy lớn lên ở Bắc nước Anh, phía Bắc nước Anh, ở miền Bắc nước Anh. Thì cái việc mà cô ấy lớn lên phát triển thì nó là một quá trình kéo dài trong cuộc, đó là xảy ra trong cuộc đời của cô ấy. Cái này nó là chủ động ha. Nó nói chung nó không phải bị động, nó chủ động thì cũng không phải là giống như nghĩa Việt Nam mình nói chủ động là mình chú ý mình đi làm việc gì đó đúng không? Nhưng cái này nó không phải bị động ha. Cái việc cô ấy lớn lên không phải bị động, cho nên cô sẽ chia ở dạng chủ động vậy thôi. Grew quá khứ. Grew. Cô ấy lớn lên. Grew. Cột thứ hai của grow là grew. Câu số 8 nè. We not play. Cô chúng tôi không chơi football, bóng đá yesterday vào ngày hôm qua. Afternoon, yesterday afternoon vào chiều hôm qua. The match cancel. Trận đấu hoãn. Trận đấu bị hoãn. Chứ không thể nào trận đấu tự nhiên hoãn được ha. Trận đấu bị hoãn. Cancel chia ở cột 3 thêm ED vào.
Trận đấu bị hoãn. Đây là chuyện ngày hôm qua để có chiếu quá khứ đơn. Trận đấu số ít. Were cancelled. Rồi. Câu ở vé trước của câu số 8. Chúng tôi không có chơi bóng đá ngày hôm qua. Không chơi là chủ động ha, hành động chủ động. Didn't. Vậy em có sẽ là didn't. Play. Did not các em ha, viết tắt thành didn't. Didn't play. Câu số 9. Originally the book. Đầu tiên thì cuốn sách này Bright viết. Cuốn sách này phải là được viết đúng không em? In Spanish, ở Tây Ban Nha. And a few years, và một vài năm cách đây. A few years ago, vài năm cách đây. It translate, nó dịch sang tiếng Anh. Hai cái vé này cô nói là sẽ là câu bị động hết. Cuốn sách này được viết và nó ở quá khứ hết. Tại vì một vài năm cách đây rồi mà. Nó được dịch sang tiếng Anh là một vài năm cách đây. Vài năm cách đây đã là quá khứ rồi. Mà thậm chí là cuốn đầu tiên cuốn sách này được viết nữa. Cho nên là quá khứ đơn hết ha. Were written in Spanish and few years ago. It nó được dịch. It cũng it was luôn. Translate là dịch. Translated. Ôi. Translated into English. Rồi. Câu số 10. I saw an accident. Tôi nhìn thấy một vụ tai nạn. Tôi gặp một vụ tai nạn last night. Tối hôm qua. Somebody, ai đó đã gọi cho xe cứu thương. Ambulance là xe cứu thương. Ai đó đã gọi cho xe cứu thương thì chắc chắn là ở chủ động rồi. Và chữ call này có thêm ed của chị ở quá khứ, bởi vì chuyện này xảy ra last night, vào tối hôm qua. But nobody, nhưng không có ai injured, bị thương. Bị thương đúng không? Không ai bị thương. Vậy bị thương sẽ chỉ ở bị động. Nobody là một đại từ bất định. Không xác định thì cho cô dùng ở số ít ha. Nói chung đại từ bất định thì các em chia theo chủ ngữ số ít. Were injured. So the ambulance. Vì vậy cái xe cứu thương là không cần thiết. Không được dùng đến ha. Nên sẽ chia nó bị động. Wasn't need, không được dùng ha. Không được cần. Needed. Wasn't needed. Ok, xong phần 4 là mã. Phần này cũng giải thích hơi dài dòng, mất rất là nhiều thời gian. Cho nên tạm biệt các em ở đây. Hôm sau cô sẽ làm hết unit 13 cho các em ha. Nhưng đó là chuyện của hôm sau. Bây giờ thì tạm biệt. That's it for now.